giật cả mình. Cô làm gì ở xe tôi đấy? Anh ơi, tôi xin lỗi nhưng mà anh giúp tôi với, có người muốn bắt tôi. Hả? Ai? Ai bắt cô? Cô nói đi, nếu mà tôi giúp được tôi giúp. Nhà tôi nợ tiền hắn, thế nhưng mà trả hết rồi, nhưng mà hắn cứ đòi tôi mãi, đòi không được rồi đánh tôi. Sao lại có chuyện vô lý như thế được? Thế cô báo công an chưa? Tôi báo rồi nhưng mà công an không làm gì được cả. Anh giúp tôi, anh cho tôi theo với. Nhưng mà bây giờ ấy, mà tôi giúp cô ấy thì chưa chắc đã giải quyết được vấn đề đâu. Anh ơi, còn như tôi quỳ xuống, tôi xin anh đấy, anh giúp tôi với. Được. Như thế kỳ lắm. Mày đây rồi, mày đi đâu? Tao đập ghế chứ mà sao mà chạy đâu nhá? Đây. Giữa ban ngày ban mặt, định đánh phụ nữ như thế à? Này, mày là ai đấy? Hả? Này, cậu mà làm như thế này nhá, tôi báo công an đấy. Báo công an á? Này, điện thoại đây, gọi đi, báo đi. Anh ơi, thôi, hắn ta là người điên đấy, báo công an cũng không giải quyết được đâu. Anh thương tôi, cho tôi đi theo với. Mày không thoát được đâu nhá, có cái thằng này, tránh xa vợ tương lai của tao ra, nhớ chưa? Thầy điên rồi. Lấy xe đi. Mày trả vợ cho tao. Đâu? Thằng kia, mày nhớ mặt tao đấy. Tôi không ngờ là hoàn cảnh của cô ấy nó lại lâm ly bi đát như thế đấy. Thì cô có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi định lên thành phố xin việc, rồi là kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Chứ nếu mà tôi còn ở lại quê thì hắn tìm thấy, hắn đánh tôi chết mất. Thế cô có bằng cấp gì chưa? Tôi vừa mới thi đậu đại học xong, đang định lên thành phố kiếm việc làm. Ai ngờ bố mẹ lại gọi về trả nợ. Chưa kịp trả thì đã bị hắn đánh rồi. Thế thì tôi có quen một người, anh ấy là giám đốc. Để tôi thử liên hệ xem anh ấy sắp xếp cho cô một công việc nhá. Có thật vậy không? Nếu thế thì tôi cảm ơn và biết ơn anh lắm. Không có gì đâu, giúp người ấy là niềm vui của tôi mà. Cảm ơn anh nhá. Ê, chào anh ạ. Anh tìm em có việc gì ạ? Tôi có chút chuyện nhờ cậu. Thì giới thiệu với cậu, đây là em gái của tôi. Thì bây giờ nó chưa có công việc, tôi định nhờ cậu là xem công ty có vị trí nào phù hợp ấy, thì sắp xếp cho nó. Em chào anh ạ. Chào em. Anh mới là khách sáo ấy ạ. Cái việc nhỏ như thế này ấy, anh chỉ cần gọi em một tiếng là em đến ngay. Chứ làm sao anh phải đến tận công ty như thế này ạ? Dù gì ấy, thì anh cũng là chủ. Có một vài chuyện ấy, nó nên giữ bí mật thì mới hay. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Thế đây, có gì khó khăn ấy thì cứ hỏi cậu ấy. Cậu ấy là giám đốc công ty đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Vậy thì em đi lên văn phòng với anh. Anh sẽ khảo sát năng lực của em một chút, rồi ngày mai em đi làm luôn. Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh ạ. Rồi hai người đi, tôi có việc. Dạ vâng ạ. Là chủ chiếc xe này à? Đúng rồi, có chuyện gì thế? Chỉ là tôi đi đường không cẩn thận, cho nên là không may làm sức xe của anh. Cho tôi xin lỗi nhé. Tôi sẽ đền bù tiền cho anh. Cô đừng bảo là cô đứng ở đây đợi tôi chỉ vì chuyện này nhé. Thật sự thì tôi biết là chiếc xe này rất mắc tiền. Tôi thì thật sự tôi cũng không muốn làm sức xe của anh đâu. Anh cho tôi đền bù tiền nhé. Nếu mà thiếu, anh cứ gọi điện tôi. Đây, cặp ví của tôi đây. Anh cầm lấy đi. Tôi còn có việc, tôi đi trước ạ. Người ở đâu mà dễ thương thật sự. Em chào giám đốc ạ. Cô Linh nhỉ? Thế thì cô vào đây, tôi giới thiệu cô với cô Lan Anh luôn. Đây là cô Linh,
đồng nghiệp mới của cô đấy. Dạ vâng ạ, chào cô. Ô, cô là Linh. Cô cùng quê Bắc Giang của tôi này. Cô nhận tôi không? Tôi là Lan Anh. Ờ, thế là hai người quen nhau à? Dạ vâng thế ạ. Thì tốt quá rồi. Có việc gì không biết đấy, cô cứ hỏi Lan Anh nhá. Dạ không, em đâu có quen cô ta đâu ạ. Cô nhầm rồi, tôi là người Hà Nội cơ mà. Thế à? Hay là tôi nhận nhầm nhỉ? Thế thôi, hai người cứ ở đây bàn công việc đi, tôi phải đi trước rồi. Dạ vâng ạ. Chào giám đốc ạ. Này, ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không thể nói bậy được đâu nhá. Tôi quen cô hồi nào, tôi nói cho cô biết này, tôi được cấp trên của giám đốc ý cất nhắc cho vào đây đấy. Tôi không xứng ngang hàng với cô đâu. Này, tại sao cô lật mặt nhanh ấy? Cô làm tôi thấy sợ đấy. Thì sao? Tôi còn có chỗ dựa để vênh váo, trả bù cho cái đứa như cô. Chả có cái gì cũng đòi thể hiện. Thôi, tránh ra đi. Cô Lan Anh, cô giải thích với tôi tại sao bản báo cáo lại như này. Giải thích gì cơ ạ? Cái bản báo cáo này sếp bảo em làm từ mấy hôm trước và hôm qua đã nộp cho sếp rồi cơ mà. Làm hay là sao chép? À, cô hay lắm. Tất cả số liệu này đều là của năm ngoái. Cô sao chép y nguyên vào? Cô tưởng tôi là trẻ danh à? Không biết. Làm sao thể thấy được ạ? Cho em xem qua đã. Dạ thưa sếp, đây không phải là bản báo cáo của em ạ. Có người hãm hại em rồi ạ. Ôi trời ơi, sao cô lại có thể nói như thế được? Bản báo cáo của cô ấy, cô làm khi nào ai mà biết được mà hãm hại cô. Mà hơn nữa nhá, nếu mà cô nói như thế thì chắc chắn đấy là do bảo mật thông tin của cô kém nên mới bị người khác biết chứ. Cô thôi đi, cô đừng có mà đổ dầu vào lửa nữa. Dầu với lửa cái gì, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô thôi đi, cô mau thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc đi. Đúng rồi đấy sếp ạ, loại nhân viên như thế này thì em nghĩ là nên đổi việc sớm đi ạ. Giám đốc, thật sự là em không có làm ạ. Giám đốc, anh là sếp đấy, chẳng lẽ anh cứ để cho nhân viên dắt mũi anh mãi như thế được à? Với lại, anh nên nhớ tôi là được anh Tuấn gửi vào đây đấy. Nếu như mà anh không cẩn thận, tôi lại đi nói lời nào đó với anh Tuấn thì không biết chừng... Tôi xin lỗi cô, trong ngày hôm nay cô phải thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc cho tôi. Giám đốc, thật sự là em muốn làm ạ. Giám đốc. Đáng đời cô lắm, muốn đấu lại với tôi á, còn non là xanh lắm. Tôi có cái thù chốc oán gì với cô đâu, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Huống hồ tôi và cô còn cùng quê nữa. Tại sao á? Nếu như ngay từ đầu ý, cô khôn ngoan biết điều, giả vờ như không quen tôi đi thì có phải là xong chuyện rồi không? Tôi ghét nhất là ở trong công ty có người quen biết với tôi đấy. Đừng nói nhiều nữa, dọn dẹp đồ đạc cút đi. Ai bảo lên đây làm gì? Ngộ nhỡ lộ hết chuyện thì sao? Bà chị buồn cười thật. Bà chị được ăn cơm để phải cho thằng em ăn miếng cháo chứ. Thế lên thành phố bao nhiêu lâu ấy? Đã tán được cái thằng đại gia kia chưa? Chưa. Chị mới chỉ nhờ nó xin việc được thôi. Chứ thằng đấy tinh lắm, chưa dụ được. Sao lại chưa dụ dỗ được nhỉ? Bà chị xinh đẹp thế này cơ mà. Hay là... Cong cong. Mày nói cái gì đấy? Thì thằng đấy nó bị cong chứ sao nữa. Hôm trước nó chả hôn em còn gì. Chuyện đấy thì không phải lo, cong hay thẳng gì ta cũng bẻ được hết. Nhưng mà ấy, cái đáng lo bây giờ là cái con bé Lan Anh cùng quê đấy. Mày nhớ nó không? À, nhớ. Có việc gì? Nó định phá hỏng chuyện của tao. Hôm trước ý, nó còn định nói ra tao là ai, tên tuổi gì, quê ở đâu cơ mà. Láo tét thế nhỉ? Bây giờ ấy, mày phải dùng mọi cách để ép nó về quê. Không được để cho nó phá hỏng chuyện của chị, nghe chưa? Đợi đến khi nào ấy chị thành vợ của đại gia chân đất rồi, ta sẽ không quên công mày đâu. Được, chị cứ tin tưởng vào em. Thế nhá.
cô phải đi với tôi. Bỏ tay ra. Đi. Cô sao không? Tôi sao? Giữa ban ngày ban mặt đi bắt nạt phụ nữ à? Là anh ta. Cô quen hắn ta à? Hắn ta là em họ của Linh, nổi tiếng lừa đảo trong làng của tôi đấy. Linh à? Đúng rồi, Linh là nhân viên mới, mới vào công ty của tôi, đã hại tôi mất việc rồi. Tôi không ngờ là cô ta không bỏ qua cho tôi, lại còn bảo em họ bắt cóc tôi nữa. Tại sao lại có chuyện vô lý như thế nhỉ? Vậy cô làm ở công ty nào? Công ty FBM. Thế thì tôi có cách để giúp cô đấy. Giúp bằng cách nào? Ê, chào giám đốc ạ. À, cô Linh nha. Giới thiệu với cô, đây là cô Lan em. À, giám đốc có nhầm không ạ? Rõ ràng đây là cô Lan Anh mà. Cô ấy là Lan em gái sinh đôi của Lan Anh. Cô nhìn như thế kia mà không nhận ra. Lan em ấy thì có mụn ruồi ở trên mặt. Còn Lan Anh làm gì có? Dạ, giám đốc có chắc chắn không ạ? Cô lại còn nghi ngờ tôi à? À, Lan em ấy là đích thân anh Tuấn gửi vào đây đấy. Cô ăn nói cho cẩn thận. Thôi, cô mau đưa Lan em đi tham quan công ty đi. Tôi có việc, đi trước. Dạ vâng ạ. Chị Linh, em chào chị ạ. Thời gian sắp tới em có làm điều gì sai sót, mong chị bỏ qua cho ạ. Không dám, cô đi theo tôi. Cô nói đi, cô là Lan Anh đúng không? Cô và anh Tuấn có mối quan hệ gì với nhau? Em là Lan em, Lan Anh là chị gái của em. Em vừa mới tốt nghiệp đại học, may mà có anh Tuấn giúp đỡ, xin việc cho em vào đây làm ạ. Mày đừng có mà láo, nghe chưa? Nhìn cái mặt mày trông giả chân lắm đấy. Mày nói đi, mày thực chất vào đây là để phá chuyện tốt của tao đúng không? Tao cho mày cơ hội nhá, biến khỏi công ty này ngay lập tức. Nếu không thì đừng có mà trách tao. Tôi thách chị đấy. Chị nghĩ là một mình chị có thể giở chiêu trò được à? Chị chẳng có tư cách gì để đuổi tôi cả. Bởi vì tôi là Lan em, chị hiểu chưa? Tao nói cho mày biết này, mày có là Lan em hay Lan anh, hay cho dù mày có là Lan bố hay Lan mẹ đi chăng nữa ấy, tao cũng có cách để trị được mày đấy. Mày nghe rõ chưa? Chị định làm gì tôi? Tôi nói chị biết này, tôi là nhân viên mới, chắc chắn là mọi người sẽ bỏ qua lỗi cho tôi thôi. Chị định đổ lỗi tôi à? Không dễ nha đâu. Mày làm sao? Hay là chị định gọi người đến đánh tôi, dằn mặt tôi hả? Thằng Toàn đâu? Mày đã làm gì nó rồi? Tại sao mấy ngày hôm nay tao không liên lạc được với nó? Nói mau. Tôi là Lan em, tôi chẳng biết anh ấy đi đâu cả. Con khốn nạn rắc rưởi này, tao nói cho mày biết nhá, mày mà dám làm gì nó ấy, đừng có trách tao. Con Linh này không phải dạng vừa đâu, nghe chưa? Thì chị là cái dạng gì? Chị lừa gạt anh Tuấn để lên đây làm việc, hay là chị có thủ đoạn là chị muốn phá hoại tôi à? Phá hoại mày á? Mày nghĩ mày là cái gì mà tao phải phá hoại mày? Người mà tao muốn lừa ấy là thằng Tuấn kia kìa. Nó là đại gia. Mày có biết là chỉ cần tao làm vợ của nó thôi là cả dòng tộc nhà tao tiền tiêu không hết đấy. Chị bảo gì? Anh Tuấn là đại gia á? Phải. Nói nhanh, thằng Toàn đâu? Người mà cô đang tìm kiếm đây đúng không? Toàn à? Không. Chị Linh. Không, em không quen biết gì anh ta hết. Cô diễn giỏi đấy, suýt chút nữa ấy thì lừa được cả tôi. Nhưng mà tôi đã điều tra rồi, toàn bộ thông tin của cô ở dưới quê ấy, gia đình cô vẫn bình thường, cô cũng chẳng nợ nần ai cả. Anh ta khai hết cho tôi rồi. Em xin lỗi chị ạ, tại em sợ công an quá cho nên em khai hết rồi ạ. Thằng ngu này. Anh Tuấn, em làm như vậy tất cả chỉ là vì em thương anh.
em yêu anh thôi. Anh tin em đi, anh đừng nghe cô ta nói. Cô ta thực chất là Lan anh, giả dạng là Lan em để lừa anh đấy. Chính tôi bảo cô ấy làm thế đấy, để vạch trần bộ mặt thật của cô. Tất cả mọi chuyện ấy, cậu ta khai hết cho tôi rồi. Em xin lỗi ạ. Thôi đi, mọi sự dối trá ấy, đều sẽ phải trả giá thôi. Nhưng mà em yêu anh mà. Cô chỉ yêu tiền của tôi thôi. Cô đừng có lấy danh nghĩa tình yêu ra đây ấy, để mà xin xỏ tôi nữa. Từ ngày mai ấy, cô cũng không cần phải đi làm nữa đâu. Không được đâu, anh Tuấn, em xin anh đấy. Anh tha lỗi cho em được không? Anh đừng đuổi việc em mà. Em chốt nói với bố mẹ với cả họ hàng là em làm việc ở trên thành phố rồi. Anh đừng đuổi việc em mà. Quá trễ rồi Linh ạ. Cô dùng thủ đoạn đê hèn để có được công việc ấy, thì cũng sẽ mất nó nhanh thôi. Thực chất ra ấy, là cô chưa hề học đại học, không có bằng cấp gì cả, nên mới nghĩ ra cái trò này. Kể từ bây giờ, tôi sẽ thông báo cho tất cả các công ty con của tôi không bao giờ tuyển dụng cô nữa. Và tôi sẽ tố cáo cậu Toàn vì cái tội hành hung, bắt cóc cô Lan Anh. Anh ơi, em có biết gì đâu ạ. Tất cả mọi chuyện là do chị Linh bảo em làm mà. Anh bỏ qua cho em với ạ. Cậu yên tâm đi, chị họ của cậu ấy cũng có phần đấy. Tôi mà đã tố cáo ấy là phải tố cáo cả hai. Không, anh ơi, em xin lỗi. Em không muốn bị công an bắt đâu anh ơi. Mình đi thôi. Cậu xử lý việc này cho tôi nhá. Vâng ạ. Anh Tuấn ơi. Lan Anh. Dạ. Mình cũng quen nhau được một thời gian rồi. Anh thấy rất vui và hạnh phúc khi ở bên em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhá. Nhưng mà hình như là hơi sớm đi phải. Em không muốn mọi người bảo em là kẻ đào mỏ đâu. Bởi vì anh là đại gia trong đất mà. Tình yêu ấy không thể nào ngăn cách được bằng địa vị hay là tiền bạc được. Anh cũng lớn rồi, anh biết ai là người phù hợp với anh chứ. Em đồng ý nhá. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem xong tập phim vừa rồi của bọn mình. Thì như các bạn cũng biết, hôm nay mình tâm sự một chút thôi. Hai bạn Toàn và Linh là hai bạn thường đóng những vai phản diện ở trong phim. Và khi mà hai bạn đóng những cái vai phản diện ấy, thì một vài khán giả có một chút gọi là không hài lòng với hai nhân vật này. Nhưng mà các bạn ạ, ở ngoài đời ấy, hai bạn này đáng yêu lắm, không phải như vậy đâu. Đấy, để mà các bạn đạt được cái trình độ diễn xuất mà để khán giả ghét luôn ấy, thì phải gọi là hai bạn này rất là xuất sắc đúng không? Đấy, thế nên là các bạn muốn giao lưu và kết bạn với cả tất cả mọi người tất cả bọn mình này, hay là hai bạn này thì có thể tìm cái Facebook của mình ở ngay dưới phần mô tả nhá. Cảm ơn các bạn, nhớ like và share nha. Kasamita. Bye bye.